Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thôi thì thật ra mình tính nghỉ rồi, nhưng mà tại vì mình mới vừa kiểm tra lại cái phần update trên YouTube đó, thì mình có thấy là các bạn rất là yêu thích cái series Skyrim này của mình. Cho nên là thôi bữa nay mình làm một tập ngắn khoảng chừng nửa tiếng 40 phút thôi trước khi mình đi ngủ. Thì nói chung là lần đầu tiên mình mới thấy lại có một cái series mà nó nhận được nhiều cái sự ủng hộ của các bạn trên cái kênh của mình, gần bằng với lại cái Yu-Gi-Oh luôn. Tại vì thật sự mặc dù mình nói là mình chơi Tour and World đến với, để đưa cái video của mình đến với đa số các bạn, nhưng mà Tour and World thật sự mình thấy là chỉ có một số ít bạn xem thôi. Ngay cả cái Samurai Warriors thì cũng không có nhiều người xem cho lắm. Đa phần các bạn nhận thích xem video của mình là xem Yu-Gi-Oh thôi. Ngoài ra cũng có một số game khác, nhưng mà hầu như cũng chỉ là ở một số. Nhưng mà cái Skyrim này là bữa giờ mình thấy là 3 video mình up lên á, 2 thôi chứ, mình xin lỗi các bạn, 2 thôi, thì cũng đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ các bạn rồi. Hiện giờ mình tới đây là 6 giờ chiều thì khả năng cao là mấy đứa này nó đi nghỉ hết rồi. À, bà thợ rèn đó nè. Cái này là cái ông, nhưng mà tạm thời mình sẽ không muốn dính dáng gì ở đây cả. Mình đã đợi tới đây lâu lắm rồi, tại vì khi mà nó tới thị trấn này thì nơi đầu tiên mà mình muốn tới và bắt buộc phải tới đó chính là cái hiệu thuốc các bạn ạ. Mình là một mình rất thích chơi chế dược. Ngoài ra một điều nữa dành cho bạn nào cần biết luôn, thì ban đầu á, chúng ta không có chỗ để chúng ta sửa đồ, cho nên nó là cái bà này chính là cái bà mà mua xương rồng của cho mình đây nè. Rồi đầu tiên là mình lại đây mình chế dược trước. Nếu mà chơi pháp sư thì chúng ta phải biết chế dược, cái đó là điều chắc chắn rồi. Đây, những cái này nó có chung đặc điểm là dễ chế ra được thuốc. Rồi, ok. Và tất nhiên là khi chúng ta chế về, chúng ta sẽ bắt đầu học được thêm những thành phần khác của nó. Khá là hay các bạn. Thường là những cái nào mà nó ráp từ 3 cái trở lại với nhau á, thì thường nó sẽ ra đồ xịn hơn so với cái thường. Cái này là thuốc hồi máu nè. Tiếc là cái nguyên liệu mình làm ra nó thì nó hơi bị ít xíu, không được nhiều cho lắm. Hoa thì hơi được nhiều, mà mấy cái đi chung với nó lại không được nhiều. Tại phải là hai nguyên liệu khác nhau thì mới được các bạn, chứ không phải là cứ giống nhau cái nguyên liệu đó để làm vậy là được. Chứ là nó hơi khó. Đây, bà này bà có thể luyện cho mình cái này nha, nhưng mà mình không cần cái này. Cái đó là một trong những cách đó, bà dùng tiền để lên cấp nhanh, mà mới đầu vô mình nghèo mình chết, tiền đâu để mà lên cấp nhanh giờ. Thì đấy, mình đang có 1902, còn bà này có 509. Thì thôi để mình mua đồ của bà ấy trước đi. Tại thuốc của mình thì giờ, à không, mình bán thuốc chứ không được, tại mấy cái thuốc này mình không có xài. Nói chung là mình không có ý định chơi độc nha, bạn nào mà để muốn mình chơi độc thì xin lỗi, tại vì tính mình thì cũng không thích dùng độc lắm. Rồi đây, bà này cũng mua luôn đồ ăn. Thành ra mấy cái này cứ mạnh dạn bán cho bà ấy, còn đồ này đương nhiên là để mình chế thì không bán. Bà này thì bà ấy có mấy công thức cũng khá là hay, nhưng mà mình thì không có nhu cầu độc mấy công thức này. Thật ra nếu có thì cũng rất là nên đó, nhưng mà mình thấy chưa cần các bạn. Rồi đây, bà này bảo bán nhiều cái cũng hay lắm. Đây là có những cái là mình chưa biết tới chức năng của nó luôn. Nó cũng không mắc lắm, mình ra cứ mạnh dạn mua. Nhiều cái nó hơi mắc các bạn, nhưng mà mình chấp nhận mua. Vì cái sự phát triển thì mình phải chấp nhận thôi. Cái này rẻ nè. Rồi thôi, ok, bà này công nhận có bán nhiều đồ chứ, là cái buôn bán này nó cũng giúp cho mình lên đồ, lên cái cho đồ, cho nên là cứ thoải mái các bạn. Rồi ăn miếng. Nói chung là cái gì mà nó giúp cho mình lên điểm kinh nghiệm này, các bạn cứ mạnh dạn, đừng có tiếc. Vô là giai đoạn đầu cũng đừng tiếc các bạn. Đây, ăn cái này nó cũng lên cấp rồi đó, phải không? Mình nói rồi. Đây, tiếc là mấy cái này toàn một không, mà ăn xong có biết cũng không có xài được. Đây, mình còn ăn được. Rồi, ok. Dính hơi nhiều mà không sao, nó hồi lại ngay. Rồi, đây, vô chế tiếp các bạn. Cái này là chúng ta cũng đang đi luyện cấp á, chứ cũng không phải là mình đứng chơi đâu. Nói chung là bạn nào thích coi mấy khúc dạng này thì các bạn có thể bỏ qua cái đoạn này ha. Bạn nào coi mình chơi Fallout thì các bạn cũng sẽ biết là mình chơi cái đoạn, mấy cái đoạn dạng này khá là nhiều. Rồi đây. Rồi xong.
Rồi từ từ mình sẽ còn tìm hiểu ra được thêm chức năng, rồi bây giờ mình đi bán cho bà này cái đó. Bán thì trả được nhiều, tại mình chưa nâng chức năng, khả năng bán của mình lên nữa. Rồi để xem nào, bây giờ mình lại có thuốc để bán rồi đây. Cái này là chất độc thì đem bán nè, xin lại tí tiền. Rồi cái này là đồ chính thống nha, còn cái này là đồ mình tự chế nè. Như là không bằng đồ của người ta 25, mình được chế được có 22. Mấy cái này mình xài cho nên là mình sẽ để lại mình dùng, mình không có bán. Được có 62 đồng rồi thôi, để có cái gì dằn túi các bạn. Và bây giờ do mình nghèo quá nên chắc giờ cũng đến tập tiệm tạp hóa chắc cũng chả bán được cái gì. Nhưng mà cũng nên ghé thử coi nó có cái gì. Đây, ông này là một người Brenton nha các bạn. Dân Brenton nhưng mà lại chuyên nghề buôn. Một trong những, có thể nói là hàng hiếm đấy. Thường dân Brenton đó thì dạng, không phải là nông dân, cũng là hiệp sĩ hoặc là thợ thủ công thôi. Ông này Brenton mà lại biết đi buôn, đi bán đồ kiểu này là thực sự cũng là hàng hiếm. Hình như là trong tập trước mình chơi kiểu này cho nên là mình chưa có cái gì để bán cả. Để coi nào, à cái này là mình để dành tới chỗ kia mình chơi, bán cho ổng cái này thôi. Rồi đây cũng được. Đây mấy cái da này là để mình hồi mình chơi chế đồ các bạn. Giờ 76 đồng mua được cái gì giờ. Như là chỉ đi thanh lý hàng hóa thôi, mà thường cái ông mấy cái đứa bán tạp hóa thường là không có nhiều tiền nha. Mấy cái đứa mà nó làm bán mấy cái kia nó mới nhiều tiền. Rồi, vậy đúng lý là bây giờ phải chạy lên gặp nhà vua, nhưng mà cái đó đúng là cái lãnh chúa của cái vùng này. Nhưng mà đó là chuyện người chơi khác, còn mà đây là cái nhà mà chúng ta sẽ mua được, giờ mình sẽ cố gắng mua cái nhà này sớm nhất có thể. Nhưng mà trước đó phải đi luyện công nữa. Rồi đây. Mình sẽ bắt đầu mình làm da thôi các bạn. Nhưng mà là đây. Da thì có 4 miếng à, cũng chả làm được cái gì nhiều. Mà thôi kệ, méo mó có hơn không các bạn. Rồi xong. Kim loại thì cũng chỉ chế được mấy cái này là cùng. Dễ hiểu thôi, tại vì mình cũng thiếu nhiều cái. Cái này là mình thiếu quặng nè. Quặng mình cũng chả còn được nhiều. Hình như là cái bà đứng đây bà bán là bà đi vô rồi. Đối với hai vợ chồng này là hai cái shop khác nhau nha, chứ không phải là hai vợ chồng là một shop nha các bạn. Rồi chào ông bạn. Như là cái này nha, ông này ông chỉ mua vũ khí với giáp thôi. Thật ra mấy cái khác ở đây nó sẽ không hiện lên. Đây mình bán cho ông cái này lấy lại được 41 đồng. Mặc dù cái bộ giáp này nó ghi giá là 125 các bạn. Buồn đời ghê vậy đó. Chứ là do chúng ta chưa có làm việc nhiều, thành ra chưa được cái gì cả. Rồi thôi, do là giờ chúng ta chưa có việc gì làm thì đi gặp nhà vua cái đã. Giờ có ghé quán trọ hay ghé cái gì thì cũng vậy thôi. Trái đi làm mấy nhiệm vụ tuần hoàn lấy tiền cũng được. Nhiệm vụ ở đây nhiều lắm, nhưng mà từ từ đó. Các bạn cũng có thể ghé vào cái hội Companion, cái hội người sói nó nằm ngay đây nè. Nhưng mà bây giờ đi làm nhiệm vụ chính trước. Sau khi mà giết cái con rồng xong mình thành Dragon Ball rồi đó, mình mới sẽ tính tới cái việc là mình gia nhập hội người sói. Nói chung là mình sẽ làm luân phiên, tại vì cái độ khó nhiệm vụ của từng phe nó sẽ tăng dần. Cho nên đó là tốt nhất là làm luân phiên để chúng ta lên cấp dần, chứ chúng ta không có chạy thẳng nhiệm vụ của một phe, tại vì tới một mức rồi đó nhiệm vụ sức mạnh của mình đó mình sẽ chịu không thấu các bạn. Và ngoài ra thì cái này là mình lý do nãy giờ mình chạy mà không mau, không có mệt á, là tại vì thứ nhất á là mình thứ nhất là mình nâng cái thể lực, thành ra thể lực mình nhiều. Ngoài ra cái nâng cái thể lực nó giúp cho mình có thêm cái slot để mình chứa đồ. Và thứ hai quan trọng hơn á chính là do là mình đang trang bị rất là nhẹ, mình mặc đồ pháp sư cho nên là hầu như là mình không biết mệt là gì. Rồi đây. Rồi nè đó. Mình không cần nói câu khẳng định giống vậy, mình cứ nói câu dưới được. Mình nghĩ chắc nói câu nào cũng được thôi. Rồi ngồi đợi nó nói chuyện xíu, cái dầu đặc điểm của Skadi này nó làm khá là chi tiết các bạn, chứ không phải nói kiểu là mình skip cho qua đâu.
Thậm chí là tới cái đoạn này lát nữa ông vua ông kêu mình đi ra dẫn lính đi ra ngoài thành canh cái tháp để mà chống con rồng á, là nó cũng sẽ cho các bạn đi. Các bạn muốn skip thì nó có nhiều sẽ cho skip cho các bạn. Nhưng mà nói chung là các bạn chịu khó đi theo thằng lính mà các bạn nghe nó nói chuyện á, các bạn sẽ biết là khá nhiều chuyện, nó còn nó kể chuyện đủ thứ cho. Thế nên là nếu các bạn có thời gian rảnh để đọc, còn mình thì mình tại mình đọc cái đó nhiều lần quá, riết giờ mình ngán rồi. Thành ra lát nữa mình sẽ triển khai cái nhiều skip cho các bạn coi. Ông này là ra hay Super King nha các bạn, thành ra là dạng như ông là chúa một vùng á. Nó vậy nó là cái dạng lãnh chúa nhưng mà ở khu Bắc Âu á các bạn. Rồi. Rồi đây, ông tặng mình bộ giáp bằng thép các bạn. Lưu ý là thép là cấp trên của Iron nha các bạn. Nó khá là đỉnh đấy. Rồi mình phải đi nói chuyện với ông pháp sư. Cấp dưới của cái ông ra này, cái ông vui cái vô lòng lãnh chúa thì mình sẽ gọi mình là lãnh chúa. Như là đồ ông này cho thì chắc chắn là đồ xịn rồi. Đây, nhưng mà mình lại không bận bộ giáp này làm cái gì cả. Thật ra bộ giáp này cũng là giáp tà bậc trung thôi, chứ cũng không phải là giáp xịn lắm. Tại chẳng qua giai đoạn đầu thì nó ngon thôi các bạn. Đây thì nó có thêm cái bàn ép đủ khí nè, mà tại cái đó mình không rành nên mình sẽ không làm. Đây, đúng rồi nè, đó mình hỏi thằng này nè. Ông ra nói là mình thằng này nó cần giúp cái gì nè, mình cho tới mình đề nghị nó. Thì đó nó sẽ đi kèo mình đi kèo cái miếng đá mà bữa mình lụm được ở trong cái ngôi mộ đó các bạn. Thì đây. What? I never even cast it. Mình đưa nó luôn lúc này đó. Tại sao mình nói mình đi làm cái nhiệm vụ móng vuốt vàng là như vậy trước? Tại vì nếu mà bây giờ các bạn không làm nhiệm vụ móng vuốt vàng á, thì tới lúc đó các bạn chạy qua đây các bạn gặp này nó cũng bắt các bạn đi kiếm mà rất là đi vòng về mệt hơn, nó thà mình làm trước luôn cho rồi. Tất nhiên là phải chơi mấy lần mới biết cái đó. Như là này nó là một ông pháp sư mà chuyên nghề nghiên cứu nha các bạn. Như là dạng như pháp sư hoàng gia đó, không hẳn là nó được cái cấp đó, gọi là người ta gọi nó là quốc sư, nhưng mà cũng là cái dạng mà cái như quan văn trong triều các bạn hiểu đơn giản đó là vậy. Tại nếu mà các bạn nhìn thấy kiểu mô tả này là những người có học ở đây thì nó cũng không phải là nhiều lắm. Rồi ok, mình tới đây mình ngồi mình chịu khó mình học tí. Thôi được rồi, nói nhiều quá ông ơi. Đây mình đưa nó luôn cái Dragon Stone nè. Đây là cái miếng đá rồng nữa. Hôm bữa là mình cũng đã hút được chữ rồi, nhưng mà phải có hồn rồng mới kích hoạt cái đó lên được. Rồi. Rồi mình giai đoạn đầu mới làm quen các bạn đừng có đòi thưởng, nói chung là sao cái này thực dụng quá. Giai đoạn đầu các bạn nên nói con này, giai đoạn sau hẳn nói cái này. Rồi. Rồi ok, cái nhiệm vụ này nó đang báo kiểu gì vậy ta? Mình coi thử coi. À, cái này thì khoan đã, mình tạm tắt cái này thảo nào nãy giờ nó cứ để cái này lên. Rồi giờ mình sẽ đi nói chuyện với ông Gia hả? Ông quý tộc đó ông chạy à, tới giờ ngủ rồi. Để coi nào, để kích hoạt cái nhiệm vụ là chưa ta? À rồi, mình thì giờ mình vàng có 117 cũng chả làm được cái gì. Mình gặp ông này là mình muốn mua cái chiêu Fireball nè, mà chắc là chưa đủ tiền mua rồi. Tại nãy mình ngồi mình luyện công nhiều quá. Chứ là giờ chỉ có cái chiêu Long Tức này thôi. Hỏa Long Tức tức là chiêu hơi thở rồng á. À đây đúng rồi, ông này cũng chưa đi ngủ các bạn. Nếu mà mình làm vụ này dù là mấy giờ ông này cũng sẽ lên đây. Vậy như ông họp bàn chiến lược trước với mình. À đúng rồi, cái này hay nè. À, cái này cái rương này nó cho mở thì các bạn cứ lấy nha, chuyện trả được nhiêu tiền. Cái này nè các bạn, lại các bạn coi á, các bạn sẽ đánh dấu được cái bản đồ, nó mở ra mấy cái đen sẵn cái bản đồ cho các bạn đi kiếm luôn. Mốt mình đỡ mất công mình phải đi mở, nói chung là mình vẫn phải đi mở thôi, nhưng mà được cái là nó sẽ đánh dấu sẵn cái bản đồ cho các bạn để các bạn biết cái đó nó ở đâu các bạn đi tìm. Chứ còn không thì các bạn lúc đó các bạn kiếm nó mệt lắm. Nói chung là cái cờ màu đỏ là cờ của bên fan nó ủng hộ đế chế. Còn cờ màu xanh là của bên mấy cái thằng mà nó muốn duy trì cái chế độ man tộc. Thì chắc các bạn cũng hiểu là cái nó cũng lấy cái dạng mà cái kiểu đánh nhau giữa cái nền văn minh La Mã, cái đế chế bên ngoài với lại mấy cái thằng nó bảo vệ thế lực địa phương, cái như tập trước mình có nói đó, tập 1 luôn chứ. Thì nói chung cái kiểu của nó không có kiểu phe nào tốt thật sự các bạn không?
ví dụ như những cái thằng nó xâm lược á, nó đại diện cho nền văn minh, nhưng mà nó dạng như nó xâm dịch, nó muốn nó xâm lược, nó muốn đồng hóa cái dân ở khu này, cũng như là nô dịch hóa dân ở đây, và có những lãnh chúa đứng về phía nó, nhưng mà cũng có những lãnh chúa kia họ đứng là họ bảo vệ cái độc lập dân tộc của họ, đồ đủ thứ, nhưng mà rõ ràng thì họ là đại diện cho cái sự mà cái phát triển. Đó, các bạn cứ hiểu đơn giản giống vậy. Không có phe nào thực sự tốt. Tại vì nếu như mà các bạn ủng hộ phe của các ông lãnh, các ông già, các lãnh chúa địa phương á, thì cái vùng đất này nó sẽ bị rơi vào cái trạng thái đó, giống như là nó là cái dạng liên minh bộ lạc, các bạn không? Nó không có thể nào mà nó thống nhất được, và chính vì không thống nhất được thì nó sẽ không thể nào phát triển được. Nó sẽ mãi phát, nó sẽ sống trong cái dạng giống như thời kỳ nguyên thủy á. À, cái ông này ông cho mình cái bao tay khá là ngon á. Nhưng mà cái bao tay này thì mình lại không có nhu cầu dùng, tại nó là bao tay hạng nặng. Mình phải tránh xài mấy cái món đồ hạng nặng này các bạn, mình nó không, thứ nhất là nó hao sức của mình, thứ hai là nó tạo ra nhiều tiếng động, mà mình thì hay bữa giờ mình đang chơi ẩn nấp. Bà này là đắc eo nha các bạn, chứ không phải quỷ đâu nha. Mình phải đi chung với bà này nữa, đợi bà đi xong mình mới đi được. Như là ông vua, ông lãnh chúa này, ông đang dặn dò cái gì đó. À mà quên nữa, đánh nhau với con rồng thì đương nhiên là mình phải lấy cái cây cung ra rồi. Đơn giản cho mình không chưởng phép con rồng, bắn không tới là nó bay rồi các bạn. Tất nhiên là nếu mà thực sự trong game này mà mình có cái súng được nhiều như bên Fallout thì nó dễ rồi. Rồi đây, nhưng mà chơi bên này chơi súng thì giống hack game quá các bạn. À đó, các bạn đi theo phe Companion, nó sẽ cho các bạn cái rìu này khá là ngon. Một trong những cái món đồ mà mình đánh giá là hơi bị đỉnh luôn á. Rồi đây, mình ra chỗ này đi rồi mình chạy không, mình nghĩ là mình sẽ spawn ra chỗ này thì hay hơn. Mình fast travel ở đây rồi mình chạy một mạch tới chỗ kia. Đang đi ban đêm thì cũng hơi sợ đấy, nhưng mà giờ cũng phải đi thôi. Ở trong game này khả năng cao các bạn đụng độ những cái thứ mà ngoài dự kiến nó khá là cao. Thật ra đa phần nó thì ở trong cái mức mà các bạn đối phó được. Nhưng mà dạng như chúng ta chơi có người thứ nhất á, là khi đó là chúng ta giật mình. Dạng của Zomka đó, mặc dù game này nó không có cái xu hướng kinh dị, nhưng mà đôi lúc thì nó cũng khá là creepy. Game của Bethesda nó hay bị cái này. Không còn không biết con Fallout đôi khi nó cũng có cái tính creepy của nó. Rồi, ok. Nhưng mà tối đứng ở ngoài đường kiểu này đúng là cũng sợ thiệt. Sợ đến đây này. Nhưng mà có sư động vật là thường sẽ có thú ăn thịt đấy. Rồi bèo phải là mấy con sói. Đây, hái lát về có cái chế. Chứ là mấy cái hoa này dễ hái, nhưng mà nó phải đi cùng với một cái nào đó có chức năng giống nó mới xài được. Mình tới đúng chỗ chưa ta? À, phải tới thêm xíu nữa. Rồi đây, sau đó các bạn bấm cái nút này lên, các bạn chọn đứng chờ. Chừng 2 tiếng sau là con nhỏ kia nó tới. Khỏi mất công đi với nó, ngồi nghe nó nói chuyện mệt lắm các bạn. Rồi đó, anh em tập hợp đủ rồi đấy. Ngoài ra thì đây sẽ là một trong những chỗ ngủ miễn phí cho các bạn ha. Khu này nè, các bạn nên lấy cái điểm này, tại vì ví dụ các bạn chưa có nhà đó, các bạn có thể ghé cái tháp này các bạn ngủ. Tại các bạn vô đồn lính đó, nó sẽ báo là cái giường nó có người, nó không cho các bạn ngủ. Còn mấy cái tiệm tạp hóa mà các bạn vô giờ này nó không chịu cho các bạn vô đâu, nó tính là các bạn đột nhập á. Thật ra là ở đây nó có sẵn mấy cái túi ngủ nè, có chung ở đây ngủ, và chỗ ngủ miễn phí các bạn. Ở trên này thì không có gì. Dung cung lên. Đây, nhiệm vụ giết rồng tới rồi. Và con rồng thì nó bay cho nên giết nó cực kỳ khó các bạn. Tới lúc nó đáp xuống rồi còn nguy hiểm hơn nữa. Tại lúc đó là các bạn không phản ứng kịp là các bạn mệt với nó. Hello anh rồng. Nó bắn mà mình, nó đang tối nữa không thấy đường luôn. Cũng may là mình con rồng này, mấy con rồng này nó có tên luôn nha các bạn, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà đỡ một cái là giờ nhiều lúc vậy nè, mình canh cái hướng nào mà nó đang phun lửa đó, mình nhắm đó mình bắn thì cũng được. Như là con rồng này, con rồng giai đoạn đầu thì nó cũng không mạnh lắm,
nó ở cái mức mà mình đối phó được các bạn. Mà ra là đang có đồng đội, đang có gì đó bắn phụ của mình đó. Xin lỗi các bạn nha, tại máy yếu đôi khi nó bị đứng hình các bạn. Nó thậm chí nó còn đang báo mình là cái OBS của mình nó đang bị quá tải cơ. Nhưng con rồng đáp xuống rồi phải. À vâng, nó đang bị đồng đội mình đánh á. Anh em đợi xíu tôi xuống. À, nói chung là có những cái cảnh mà nó đòi nó sự phải xử lý nhiều thông tin đó là nó sẽ bị crash. Mấy cái cảnh mà ở ngoài đất rộng này nó dễ crash lắm. Còn nó không crash nó cũng giảm, nó giảm của mình. Chỉ có mấy chỗ hẹp hẹp nó ít độ nó xử lý thì dễ chơi hơn. Ở đây con rồng nó tiêu rồi. Mình là cái người bắn nó chủ yếu. Và con rồng thì nó còn có nhiều cái khác nha. Cái này thôi không lấy làm gì, tại vì đồ của mấy lính chả bán được nhiêu tiền. Mấy tên thép này ngon nè. Mấy cái xương rồng này thì nó khá là nặng. Đây, mấy mũi tên nãy mình bắn nó. Đôi cái đôi này thôi mình cũng thèm lấy làm gì. Ở đây giờ bắt đầu mình hút nè. Bây giờ thì mình có thể mở cái Magic lên mình xem. Thì bây giờ mình đã có thêm cái kêu gọi là tiếng hát rồi các bạn. Ngoài ra là các bạn nên kiểm tra cái Active Effect này thường xuyên nè. Tại vì là nếu như mà các bạn không cẩn thận thì nó sẽ bị một số vấn đề khác. Ví dụ như các bạn có đang bị thương cái gì nó sẽ trừ. Ngoài ra các bạn phải ngủ thì nó mới hỗ trợ cho các bạn một số cái khác nữa. Cái Power này thì nó là cái tuyệt chiêu mặc định của các bạn thôi. Giờ chủ yếu là nó xài cái tiếng hát rồi nè. Mà định nó được mở rồi. Rồi mình thử gầm lên phát lên. Đó. Lưu ý là các bạn nó có tới 3 mức nha, bây giờ chỉ xài được mức 1 thôi. Rồi đó thằng lính này bắt đầu nó mới nói, nó hỏi mình phải là Dragon Ball hay không. Tức là dạng như mình không hiểu cái chữ Dragon Ball này dịch như thế nào nữa. Nhưng mà với mình thì thôi sao không được, nói chung là mình dạng một cái người mà có thêm người nhưng mà có thêm mang sức mạnh của rồng ấy. Thậm chí đúng rồi là mình phải lấy sự sức mạnh của con rồng để mà làm sức mạnh của mình. Rồi mình cứ nói nó có thể là vậy đi. Khi nó nói là mình gầm được thì mình sẽ là con, mình sẽ thực sự là Dragon Ball. Rồi để mình gầm lại phát nữa coi. Như là nó nói thằng này, nó nói là nó nghe ông nó kể về Dragon Ball nên nó chưa thấy bao giờ. Tức là dạng như những Dragon Ball mà trước giờ là như là lâu đó mà không có Dragon Ball tồn tại ở cái vùng đất này nữa các bạn đúng không? Cái con rồng này vậy cơ bản là chết rồi nha, nó được một cái con pháp sư rồi nó hồi lại. Và đã khi mình giết được nó là nó còn bộ xương ngay lập tức. Rồi, đó thì đó là đứng nói chuyện hàng. Đây để mấy thằng lính này nói chuyện với con chỉ huy đã. Nhỏ này giống như là tướng dưới quyền của ông lãnh chúa luôn vậy đó. Thành ra là sau khi giết con rồng xong là dạng như phải nói chuyện với con này. Cái con này nó không, nhớ này nó nói là nó không bằng cái câu chuyện mà dạng như thần thoại về Dragon Ball. Dạng như nó chỉ quan tâm đến thực tế hiện tại thôi. Nhỏ này chức cũng cao lắm nha các bạn. Nó là House Car, là một dạng cái chức vị quý tộc và khá là cao của tụi Bắc Âu ấy. Dạng như nó là chỉ đứng dưới cái ông lãnh chúa thôi. Tại vì nó không phải đánh chia theo kiểu là hầu tướng, bá tướng rồi đồ như là cái tụi Tây Âu. Thành ra là mình không dùng cái tên gọi đó được. Rồi xong, bây giờ về được rồi các bạn, nó nói chuyện xong rồi. Bây giờ mình phải trở lại đây. Và đôi lúc khi mà nhiệm vụ nó bắt các bạn trở lại đây thì các bạn sẽ không bay thẳng về được nha. Còn cái mà các bạn bay thẳng về á là các bạn không có nhiệm vụ ở đó. Nhưng mà kệ nó vậy cũng tốt các bạn, nó tạo điều kiện cho mình đi bộ. Đó đó, cái tiếng gầm á. Cái đó không phải là quái vật gì đâu các bạn. Cái đó là tiếng mà mấy ông pháp sư mà ở trên cái ngọn núi mà chúng ta sẽ phải leo lên để mà học tiếng cái học cách mấy cái tiếng hát của rồng á, là ổng gọi mình đó các bạn.
Ở đây có hoa có đồ luôn nè, hái mấy cái này. Ví dụ là chơi Skyrim các bạn chịu khó hái xíu, nếu mình chơi Fallout chúng ta chịu khó đi loot đồ vậy đó. Thì nói chung là mình không phải là cái người mà đề cao cái này quá đáng, mà dạng như kiểu ve chai chúa. Mình nói là mình giống như là cái gánh ve chai thôi. Ví dụ là mình cố gắng loot những gì có thể, sau đó là mình chế biến nó ra thành một cái mặt hàng nào đó, vừa là để mình lên cấp, giống như là vừa luyện kinh nghiệm mà vừa để kiếm tiền xài đó các bạn không. Chứ mình nghèo quá, không có tiền làm được cái gì hết. Rồi đây, lưu ý ông này chỉ là chiến binh thôi nha. Ông dạng như ông binh, ông này là dạng mặt bọn quản lý nè. Các bạn có thể nhận nhiệm vụ và mua nhà từ ông này. Nói chung là dạng ông này giống như là vua lãnh đạo cao nhất vậy đó. Ở cái vùng này giống như là lãnh chúa, giống như vua con ở địa phương. Thì có dạng như là dưới quyền thì thường sẽ có các văn thần, võ tướng đồ á. Thì ông này là dạng như giống như là quản lý nè. À, ông kia là dạng nghiên cứu, nhà phòng nghiên cứu giống như là giáo bên giáo dục vậy đó. Còn mấy ông này là dạng chiến binh nhưng mà là dạng warrior chuyên tấn công đi đầu. Còn cái bà nãy giờ dạng bà là commander ấy. Nhưng mà nó cũng phân chia khá là rõ đó, nhưng mà thế giới của Skyrim nó làm khá là hay các bạn. Rồi mình sẽ báo với ổng là mình thì không, mình nhưng mà nó nói mình không, đừng có đòi bằng thường lúc đầu, mình nên tạo ứng được tốt. Thật ra mình sẽ nói là cái tòa tháp á, nó đã bị phá hủy rồi, nhưng mà mình đã giết được con rồng, nói chung là mình sẽ cố gắng báo tin vui cho ông lãnh chúa biết. Rồi ông này ông nói là ông có thể tin tưởng vô cái con phó tướng của ông, nhưng mà mình vẫn phải kể với ông này rồi cái việc đó là mình trở thành Dragonborn các bạn, cái này là bắt buộc. Rồi ông hỏi mình, ông sẽ hỏi mình là tại sao mình biết về cái Dragonborn. Thì mình nói là mình nói câu này giống như là dạng mình không rõ ràng, hay là mình cứ nói câu trên đó là khi con rồng nó chết đó, thì mình giống như mình hút nó vô người mình, hút cái sức mạnh nó vô người mình. Rồi câu này mới nói là vậy đúng sự thật rồi. Cái nói vô là những cái ông sư kia đó được gọi là nói vô là râu xám các bạn, mình không biết cái này dịch như thế nào nữa. À không, cái này không phải dịch râu xám, dịch màu xám, nói vô là dạng như cái mấy cái ông này được gọi là pháp sư có râu hay gì, tại mấy ông này toàn râu dài không à. Nói chung là mấy ông này được gọi là những cái master của con đường của âm thanh ấy. Nói chung là mấy ông này là mỗi ông chuyên về một cái món mà là tiếng hát nữa. Rồi mình hỏi ông là mấy ông nó muốn gì mình. Thì mấy ông này ông nói là Dragonborn là dạng cái người mà được nói giống như là được thừa cái món quà từ cái âm thanh vậy đó. Thành ra là giống như bây giờ mình giống mình có duyên á, nó như là tầm sư học đạo các bạn. Thì mấy ông pháp sư đó thấy dạng mình là người có duyên, thành ra là muốn mời mình lên núi để mà giảng đạo. Kiểu kiểu giống vậy á, nếu mà các bạn hiểu theo kiểu mấy phim tàu thì nó là như vậy. Thì nói chung là cũng tốt thôi, nói chung là gặp được ân sư mà nó dạng phải có duyên nữa. Nói chung là ngày nay thì chúng ta thấy giáo dục là dịch vụ, và ngày xưa người ta dạy học á, là người ta dạy mà kiểu phải có duyên người ta mới dạy. Chứ không phải là đụng cái phường nào cũng dạy đâu. À, đó là khi đào tạo ra rồi á, là đào tạo ra những con người thật sự có tài, và những cái con người đó dạng như họ có tố chất sẵn rồi. Còn ví dụ như chúng ta ngày hôm nay á, thì hầu như cái giáo dục có mang tính chất đại trà. Thành ra là cái người trí thức á, thật sự thì nó không lại không nhiều, mà cái người trí thức mà giả hàng thì nó lại tương đối nhiều. Tại đại trà là các bạn. Tất nhiên là cái gì nó cũng có cái mặt lợi và mặt hại của nó. Giáo dục mà không phổ thông thì đôi khi bỏ sót nhân tài, nhưng mà giáo dục mà đại trà quá đó thì nó lại dở ngược lại cái là đôi khi á, là nó tạo ra cái tình trạng vàng thao lẫn lộn. Cái người trí thức mà nhiều quá thì không nên cho xã hội các bạn. Tại vì về cơ bản người ta nói là một thầy thì phải có tới 3 hoặc 4 thợ. Chứ bây giờ ai cũng làm thầy hết thì người ta nói 4 thầy mà có một thợ thì nó 4 thằng lãnh đạo mà có 1 thằng nhân viên sao làm, đúng không các bạn? Một ông lãnh đạo phải có bố dưới dù với 3-4 nhân viên thì nó còn hợp lý. Thậm chí là người ta nói trong cái xã hội trí thức này thì con người mình đỡ phải lao động nhiều á, thì có thể là một lãnh đạo 2-3 nhân viên hoặc là 2 nhân viên thôi cũng được. Thậm chí là dạng một nhân viên để hỗ trợ gì đó thôi thì cũng được. Chứ còn mà giờ nói là bốn lãnh đạo mà có một nhân viên thì khác nào giống như nói ngày xưa một con dê mà chín người chăn đâu. Thì đó. Nói chung lý do tại nãy giờ mình không dịch cái này thì tại vì là nó cũng dạng như là miêu tả kể thì nó không liên quan nhiều đến tới cốt truyện. Thành ra là thôi các bạn tự dịch cái đoạn này cũng được. Chứ là mình nghĩ game này nó cũng thoải mái rồi. Cho nên nói vô là game này người ta chơi nhiều rồi, hình nghĩ là các bạn cũng biết sạch hết mấy cái này rồi, mình không cần phải kể nhiều làm gì. Rồi ok, nói vô là ổng khen mình là dạng như mình là cục trưởng thành phố của ổng á. Thành ra là mình bắt đầu mình được phong cái tướng đó là Ten của như là một dạng như là cũng là quý tộc của cái thành Warren này đó các bạn. Rồi giờ mình sẽ được ban cho một cái người cận vệ. Bà này cũng là một house call luôn các bạn. Tức là ngang cấp với cái bà tướng hồi nãy đó.
Nói chung á là cái Hearthstone này dạng như nó giống như là vệ sĩ riêng, hay bạn hiểu đơn giản giống vậy. Thì nói chung là tại vì bà cấp của Hoti cũng là Hearthstone, mà tùy theo cái quý tộc mà nó phục vụ á thì nó được đánh giá khác nhau. Cái bà kia là bà phục vụ cho ông này luôn, cho nên là bà dạng quý tộc xịn, còn cũng phục vụ mình là quý tộc mới nổi thì mình dạng quý tộc dởm. Nói thì nghe buồn. Rồi khoan, mình hỏi ông này là có việc cho mình làm hay không. Cái nhà mua giá 5.000 này, giờ kiếm năm được 5.000 đúng không? Rồi đây mình đi săn mấy hạt tội phạm các bạn. Mình khuyên các bạn là nên đi săn mấy hạt tội phạm này, tại vì khi các bạn làm nhiệm vụ cho mấy ông lãnh chúa này, các bạn sẽ được thêm một tờ giấy miễn tội bằng tiền. Tiền thì nó ít xỉn, nhưng mà mấy cái tờ giấy miễn tội thật sự có giá. Đây nè, đây mình, đây. Rồi, ví dụ là mình sẽ hỏi bà này là Than là cái gì á. Thì dạng như là mình là cái người mà được dạng như được lãnh chúa ở cái vùng này, coi như là thừa nhận giống như là bảo kê luôn rồi đó, thì đàn em ổng á. Ví dụ là như là một cái vinh dự các bạn, một cái món quà cho cái sự phục vụ của mình. Rồi xong, mình hỏi nó là cái anh Huskar này nó làm cái gì. Thì dạng như là bà này dạng quả là cái người mà thề là sẽ phục vụ mình. Mình nói là chủ của bà ấy đó, và bảo vệ mình. Rồi và tất nhiên là nhưng mà lưu ý là cái này nó không giống như ở bên For Now nha các bạn. Đặt đồng đội của mình không bao giờ chết. Thì bên này là bà này có thể chết bất cứ lúc nào nha, nó buồn vậy luôn á. Rồi. Bây giờ thì mình phải đi kiếm chỗ ngủ cái đã. Có lẽ nên bỏ chút tiền vô nhà trọ ngủ thì chắc cũng được. À mà chắc cũng sáng rồi. Sáng à hay gì sáng giờ này hơn còn phải ngủ nữa. Đây, các bạn mặc giáp nặng là các bạn chạy cầu tới dưới kia là các bạn hết hơi rồi, nhưng mà chơi bạn chơi giáp này giống mình đó, chơi thoải mái luôn. Rồi đây, ví dụ là chạy gần như là không có mệt nhiều, mệt thì vẫn mệt nhưng mà không nhiều các bạn. Rồi trước khi mình đi, tại nãy giờ mình lượm được đồ cũng tương đối nhiều, cho nên là mình sẽ đợi bà này mở cửa rồi mình vô mình mua đồ. 7 giờ mấy thì hình như bà ấy chưa mở cửa đâu. Không, chưa được, chưa được. Vô cái đó là các bạn bẻ khóa là mấy thằng lính hỏi tội liền đấy. Đây. Rồi, hello bà chị. Em tới mua đồ đấy ạ. Đối với các bà là không phải là lúc nào nó cũng hồi lại ngay đâu nha. Phải dù khi mấy ngày nó mới hồi đấy. Bà này thì giờ tiền bà ấy đang nhiều. Thật ra là mình mạnh dạn mình bán đồ trước thì cũng được. Mấy cái xương rồng này thì bán cực kỳ có giá luôn. Ra nâng cấp cái đó. Và tất nhiên là theo những gì mình thấy thì mình vẫn nâng như cái mana để mình chạy với mình giác đồ cho nó nhiều thôi. Cái đó quan trọng đó các bạn, tới lúc mà các bạn cần các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ có giá trị luôn. Rồi giờ mình nâng vô cái này để mình còn làm ăn, chứ còn nãy giờ mình thấy mình lỗ tiền nhiều quá rồi, buồn lắm các bạn. Đây là mình sẽ mua hoặc bán với cái giá được lợi là thêm 10% nữa. Nói chung là được vậy thì rất là mừng. Rồi giờ bắt đầu vô đi mua đồ chắc là lợi hơn xíu rồi nè. Đây. Cái này đương nhiên không bán đồ để mình xài. Mình thì cũng lụm được cái này là đồ thường thôi. Cái này sách, à quên lộn, bà này hết đồ rồi. Chủ yếu là giờ mình mua cái này của bà nè. Giờ mình mua từ dưới lên đi. Bà này bán nhiều đồ của phết luôn á, chứ mà toàn là cái nào cũng bán lẻ không. À con. Ủa cái này mắc thế. Mấy cái mắc này mình nghĩ là đừng khoan mua đi. Mua cái nào rẻ rẻ thôi. Chứ mà nãy thì không để ý mua toàn mấy cái trên trời không, mà ăn xong mà cũng không có xài được. Đây. Nhưng mà đồ này cứ cái mạnh dạn mua, muối thì cũng nên mua. Mấy cái trứng này giống vậy nữa nè. Đây. Lavender. Như là mấy cái hái được cũng có mạnh dạn mua nha các bạn. Rồi đây. À vậy là đủ tiền mua hết à. Đây mạnh dạn chi, à coi này mua không nổi. Rồi vậy thôi. Mua bán nó cũng lên cấp, mình đang cứ mạnh dạn mua, không mất mát gì đâu các bạn. Rồi giai đoạn đầu thì cứ mạnh dạn đầu tư luôn, cái nào mà chưa ăn chưa biết gì về nó thì cứ ăn. Để coi nào. Đây. Ăn. Đang đứng ở trong trạng thái không phải chiến đấu này nó hồi lẹ lắm, khỏi lo. Rồi đây. Ăn xong rồi vô nó mới chế, tại nó mới biết cái chức năng gì nó mới chế được các bạn. Ở đây các bạn ăn nhiều thì nó còn sẽ ra, nó sẽ cho các bạn biết chức năng nữa cơ. Nhưng mà
mình ăn từ từ rồi mình chế, chứ ăn nhiều quá uổng các bạn. Tại cái ăn nó sẽ mất, còn chế đồ thì các bạn sẽ được đồ, sẽ được cái để mà chúng ta đem đi bán, với lại được cấp nữa, cái đó mới quan trọng. Ờ à, đó mình đó là học được thêm chức năng rồi đó chưa. Đó vậy mình nói rồi, các bạn cứ mạnh dạn mà đi chế đồ. Rồi xong. Đó học được thêm chức năng mới nữa rồi. Vậy mốt mình càng có nhiều cơ hội mình chế đồ hơn. Rồi đây. Mới đầu cấp nó còn lên lẹ, cứ mạnh dạn chơi. I have maybe a hardy Nord like you doesn't need a cure. Đây, take a look. Bán tiếp các bạn. Bà này gặp mình chắc bà vui lắm, tại mình nhờ mình rồi bà ấy phát tài các bạn. Đây. Cái này không cần. Tại nó là thuốc, nhưng mà thuốc tăng số lượng máu chứ không phải là hồi máu. Mình chỉ cần cái hồi thôi. Kháng, mấy cái kháng này thôi cũng không cần dùng nhiều. Rồi giờ có 300 đồng right, mấy dắt dằn túi là cũng được rồi. Rồi để coi trong người còn cái gì để bán được không. À cũng còn nặng lắm. Tại đi đánh mấy cái này nhiều khi mình loot được đồ khá là nhiều. Mà cho nên là giờ cứ dư cái gì để ghé thằng này mình mua xíu. Thôi mình quay lên là mình kiếm pháp sư kia mình mua cục lửa luôn. Như là ông này dạng dân tạp hóa rồi, cái gì ông cũng bán được trơn. Đây mình sẽ tặng ổng, ông lãnh chúa ông tặng mình cái rìu này khá là ngon, mà tại giờ mình cầm rìu hai tay với một tay. À, thôi bán như này luôn, lấy 44 đồng xài chơi. Cái tên bằng thép này cứ bán đi, mỗi mũi tên được 1 đồng á. Rồi đây. Cái này luôn, tại đồ nặng mình không có xài. Tiền này nó sắp hết rồi. Mình mấy cái này tạm thời mình không cần mua, à, này nó bán cái này cũng nhiều nữa là quên mất, không phải mình bật kia bán. Thì da dê nên mua nè. Mấy cái quặng này cũng nên mua. Cái lốc bích này thì khá là nhiều, mà tại giờ mình có nhiều rồi, đã tạm thời khoan mua. Tăng này nó hồi hàng lại cũng tương đối nhanh, mình cũng không cần phải vội vã mua cái này làm gì. Sách thì thằng này nó bán cũng nhiều, nó bán mỗi cái bounty thôi. Thôi cái đó thì mình cũng không cần. Đây cái này rẻ rồi mua. À, hồi về chế sao? Chơi Skyrim ban đầu các bạn chịu khó đi làm giống mình vậy là lợi lắm. Ê, cái này đồ của mình cơ mà, mình bán nhầm rồi, trời ơi. Kệ lỡ rồi thôi không sao. Cũng toàn mấy cái không giá trị lắm, mình không tiếc các bạn. Có cái này hơi giá trị xíu thôi mà thôi mua lại lỗ đấy. Bán nhầm quên mất. Lo bán quá cái nhầm lẫn cái này cái kia. Quên mất cái nãy là của mình. Mình nhầm các bạn, cái này mình mới mình mua đồ nè. Mấy nó ủa sao đồ của thanh niên này bữa nay ít đa dạng vậy. Rồi thôi kệ nó không sao các bạn, coi như là mình đang luyện công. Em nói thằng này làm gì mà nó bán được tới 18 cái móc đó được. Rồi thôi, biến đi làm nhiệm vụ nữa các bạn. Quên chưa gà nhiệm vụ vô. Rồi tạm thời tắt cái này đó. Mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ phụ trước. Đây. Nhiệm vụ đi giết cái thằng tướng cướp ở cái vùng này. Trời ơi, cũng xa chạy mất mùa luôn á. Nó là một cái hang nữa nha các bạn. Rồi hết nhiệm vụ này mình nghĩ là tập này chừng hơi cũng ba mấy phút rồi. Cái bộ xương rồng này cũng làm mình giật mình ghê. À mà khoan, chỗ này mình nên vô đi mình ngủ xíu các bạn. Bên nãy nó ủa sao thằng này tự nhiên nó bán được khá nhiều, tự nhiên nó bán nhiều cái bông hoa như vậy, bình thường mình đi hái mà lắm mà. Ở đây ngủ xíu thôi. Mốt các bạn hành ma sói rồi, khi các bạn ngủ các bạn còn được hưởng nhiều cái quyền lợi hơn nữa. Có đây là chúng ta chỉ cảm thấy khỏe hơn khi ngủ thôi. Rồi đi. Ê, mình phát hiện rồi à. À cũng không sao. Đó, tranh canh chủ đi làm nhớ tới hồi chơi Assassin's Creed phần 3 cũng hay đi săn thú giống vậy. Cũng kiếm được mớ tiền á, tại vì lúc đó không còn giống như cái thời của SEO nữa. SEO thì ổng mua chơi bất động sản. Chứ là đúng là cho thuê mặt bằng các bạn, nó khá là giàu. Còn ông Kono thì toàn đi là giống như dân da đỏ mà, còn cũng như nhiều khi chắc còn không biết xài tiền cơ. Rồi đây, nhắm thẳng mục tiêu mà chạy. Chưa đến giờ đoạn chúng ta đi khám phá được đâu các bạn.
mà chúng ta còn yếu lắm, đi tầm bậy hồi nó rớt vô cái chỗ mạnh nữa là mình no đòn. Và tốt nhất là nên đi đường chính thì đỡ gặp nguy hiểm hơn. Các bạn đồ pháp sư tay cầm cung thôi, tại vô gần rồi là mình mới chưởng phép. Ủa mà ai thấy mình dữ vậy ta? Ủa mà cái bà đi chung mình đó đừng nó bị lạc rồi nha. Chán đời đấy, cái con NPC bên này nó hay bị là đồng đội bên này nó hay bị lạc lắm, nó không được như bên kia. Ông này hình như là dân thường thôi, mém tí nó bắn nhầm ổng rồi tội nghiệp. Ồ. Oh. Con đó nó thấy mình thì không sao, quan trọng là mấy con đằng kia cơ. Đây. Ui, thử. Tranh thủ mà săn kiếm chút tiền về xài các bạn. Hình như nhắm hơi cao rồi, hoặc là bắn không tới. Đưa được lại gần thêm, tại nó ở trên cao các bạn. Bởi vì nó bắn lửa thì nó sướng hơn, nhưng mà tại bắn lửa thì nó bị ngược một số cái. Chạm được nó phát hiện ra mình rồi. Hơi dở. Chứ là khả năng ẩn nấp của mình cũng còn giới hạn, cho nên là cũng không tránh được. Đây nè. Chứ là tại nó thấy có một con bị giết rồi nó cũng sợ. Trời ơi bắn dở quá. Chưa có cái zoom lại nữa thảo nào. Bắn được mấy con gần gần thôi, không có bắn được mấy con ở xa các bạn. Được không? Kệ nó, dày được rồi. Có mấy con bướm bướm mà lại bắt chơi. Rồi cảm ơn nha. Rồi thôi quay lại nhiệm vụ nào, nhiệm vụ gần đây rồi đó chứ. Ở đây là cái cửa hang thôi hả? Cửa hang nó ở đâu? Cái này nó là cái hang thôi các bạn, nó không phải là cái trại. Dạ khu này cái khu mỏ là cái tụi này nó độc chiếm. Mình đi dẹp mấy cái này giống như là dành giúp chính quyền giành lại cái khả năng kiểm soát mấy cái khu này vậy đó. Rồi cẩn thận cẩn thận. Nó hay có hàng canh cổng lắm. Có gì mình xử nhẹ nhẹ êm á cho nó tiện. Rồi không sao mấy cái này đi hái được. Nó nãy lỡ bán thì cũng không sao, coi như là tăng cái khả năng của mình lên một chút. Tăng khả năng buôn bán coi như là đầu tư đi, với lại là kiếm chút tiền bỏ túi. Rồi mình biết là mình chơi khá là chậm, nhưng mà tại vì cái cách chơi của mình khi chơi Skyrim nó là như vậy các bạn, chứ không phải là mình chơi cái kiểu mà xông lên bắn là mầm mầm mầm. Bà kia à, bà này mới đi theo rồi, mừng quá, tưởng mình lạc mất bậy chắc khóc quá. Mãi mới có một người đồng đội đi cùng. Rồi mất thôi. Đây, tranh thủ loot loot về kiếm đồ bán nhé. Rồi. Như là có mấy thằng này nó hay cài bẫy cho mấy khu lắm nha. Hai nắm trước rồi đã. Mấy thằng này nó để tài nguyên về hơi dở. À có con chó, con chó. Còn nó sủa lên là cũng mệt. Nó cũng chỉ mạnh ngang con sói thôi, vấn đề là nó báo động đó mà. Con chó bị bắn này nó không hay luôn. Mà góc khúc nhiều quá vậy. Canh me canh góc rồi đó, thấy nó mới bắn được. Đứng yên nha, đi di chuyển. Trời ơi, cung chứ không phải súng. Ngon lành cành đào. Tội nghiệp con chó mà, tại vì không bắn nó lại hại mình. Như là chịu, không muốn hại nhưng mà phải hại.
từ nào ở đây, thằng này nó nhiều đồ phết. Nấm nữa, mấy cái nấm này hái về chế đồ nữa ở đây. Mình luyện cấp nhờ làm thợ rèn với chế dược mà. Cố rồi chứ biết sao giờ. Là có làm mới có ăn. Đây. Cung đây, bởi mình nó xài không có sợ hết là vậy á. Đây, cái túi nhỏ nhỏ thì cũng được. Gì đây? À đây nó có mỗi mũi tên nè, có mấy đồng tiền á, tiền để lẻ thà để nguyên túi cho người chơi đi. Cái game này nó làm kỹ quá, nhiều lúc cũng khổ mình. Rồi để bẻ khóa đã. Mấy em tí nữa nãy bán hết mấy cái này chắc khóc luôn. Dù tới lúc lấy về cũng trả được nhiêu tiền, có mấy cuộn scroll nè, nó có giá trị thôi. Rồi đợi xíu đi cô nương. Đây nấm nữa nè. Từ từ, bất quá hồi mình phun lửa ngay, các bạn bình tĩnh. Mình gài hết rồi. À. Thằng này đương nhiên là nó trâu. Rồi, rồi vô đây. Anh đây né lẹ lắm. Đây, đừng có đùa. Cái lửa này là từ từ mới lấy ra dùng thôi. Bình thường mình sẽ tỉa tầm xa, tại nó tầm bắn này nó ngắn quá. Đây nè, thằng này mình lút được cái đống đồ của nó này. Thật ra cái này cũng không xịn lắm, nhưng mà tại đồ bằng thép thì phải lấy. Mấy cái đồ bằng thép này nó có giá trị. Thật ra riêng thằng này mình lút hết. Tại đồ nó toàn đồ giá trị không. Thằng này đồ da đồ. Đây lấy cái này thôi. Cảm ơn. Đồ quá trời đồ luôn. Ở đây có chỗ ngủ có đồ nên là sướng quá là sướng. Đây. Xin lỗi nha. Không muốn lút đồ đâu, nhưng mà không lút thì không biết sống bằng gì. Đây. Đây mấy cái thùng này tùy thùng, thùng có thùng không. Game làm khá chi tiết chứ không phải có bị bát các bạn. Cái đó là mấy cái bẫy ấy, nó tạo ra tiếng động là nó biết có đột nhập á, chứ không phải là cái bẫy để chơi đâu. Bởi nãy giờ mình đi từ từ mình tránh báo động mà tại như vậy. À đây nè, chỗ nấu ăn đây. Không biết là mình nấu được món gì rồi ta. Tại nguồn đồ nãy mình bán khá là nhiều. À đây mình nấu được món này. Đồ nấu lên rồi sẽ có giá. À, món ăn khá là nhiều ấy. Mà đa phần là chắc là chỉ nấu được một số món thôi. Rồi cũng hay. Nấu cái này thì hình như không có lên cấp các bạn. Rồi kệ nó, đem về bán cũng kiếm được chút đỉnh. Rồi ok, hình như nấu cái đó tốn muối các bạn. Nó game này nó thi là cái việc muối với người xưa khá là quý, thành ra là cái gì đây. À cái này là à nó liên quan tới cái ẩn nấp. À, cái này đem về bán được, mặc dù không được nhiều mà cứ bán. Tại cái đó mình lấy mình đọc rồi bán luôn cho rồi. Rồi xong trước khi về ngủ 1 tiếng đồng hồ đó. Rồi đó, như là bữa nay giới thiệu các bạn cái nhiệm vụ này luôn, để bạn nào cần có nhu cầu cày thì được. Một con người đi, một con ốc các bạn. Chỗ này thật ra cũng không đông lắm, nhưng mà nó tương đối mạnh đấy. Đây. Rồi đây, cái gì vậy? Mình cảm giác là mình cứ chạy cứ bị khựng. Chắc tại chỗ này địa hình nó xấu các bạn. Rồi, ok, một nhiệm vụ đã hoàn thành các bạn. Từ khoan. Mình ráng mình săn cái con cáo này, mặc dù biết chứ nó trả cho mình được nhiêu da. Bắn hụt rồi. Thiệt buồn. Tại nó nhỏ khó bắn trúng nữa các bạn. Mà hình như là cục đá chứ chả phải con cáo mình nhầm.
à, game mình lựa tình phết. Ủa gì kì vậy? Thế là thế nào? Rồi thôi xin lỗi ha, đang cần đồ ông thông cảm. Ồ mấy con mammut rồi chưa săn được đâu, chỉ đi săn mấy con này được, đang rảnh là đi bắn thêm mấy con nữa. Ủa, mới vậy bị phát hiện rồi, chưa có khả năng zoom lại nữa, hơi dở. Cái mũi tên nó gây động thôi mà, phải bắn phải cẩn thận. Mình cũng nâng được cái núp núp mình lên thì cũng đỡ được, nó bị động rồi, nó sẽ cố gắng nó chạy ra khỏi cái chỗ nguy hiểm, nó chỉ cần nghe nó sẽ chạy. Cái săn game này khó ghê chứ đùa đâu, mà săn cái được săn nha, đừng săn những cái không được săn nguy hiểm. À mấy con sói này, sói này này thì ngay đầu headshot, đang buồn không săn được khu lại được sói. Cái tiếng hét này rất là lợi các bạn, giống như là làm choáng, giống như lát băng vậy đó. Tiếc là nó không có cái gì phát hiện như là bên For Now có cái gì phát hiện ngon hơn. À rồi, giờ do bị phát hiện rồi thì phun lửa luôn. Hồi nãy mình không dám phun càng là sợ chúng đồng đội, bây giờ ra đây rộng rãi rồi nó cắn. Nói chung là tùy trường hợp các bạn nhé. Đây lấy được thêm mấy miếng thịt, mấy miếng da sói nữa là cũng được. Rồi mấy chỗ này mình là lại gần nó xíu thôi, hạ tay xuống, chỉ là để lấy cái chỗ mà mốt phát travel cho nó nhanh, tại giờ mới đánh dấu rồi chưa phát travel được. Mình chạy sát vô nó mới chịu. Rồi sau một cái đồn gì đó mình không cần, mình không biết, khá là ok. Rồi thôi về chỗ này được rồi các bạn, không nên chạy xa quá nguy hiểm. Chung là khu này nó còn hoang vu lắm. À đây mình về tới nơi. À đây là mấy cái thằng nó đập bà tư vậy nè, nó đi tìm mấy con nhỏ đi trong nhà trọ đó. Mình biết nhiệm vụ này rồi, mình sẽ làm sao, tại nhiệm vụ này nó cũng không có lợi lắm, chưa kể là nó đi xa, nó đòi hỏi mình một số khai thác nữa. À cũng không cần phải hỏi nhiều các bạn, đồ của tụi này cũng chả ngon, mình cũng không hứng thú gì với tụi nó. Đây trước khi về trải nhiệm vụ thì đi chế da chế đồ. Ủa nãy bán nhầm mấy cái đồ của mình. Đây rồi xong rồi, được chế gì được gì chế, để coi nào. Mình nghĩ là mình nên chế cái này cho mình trước rồi đã, cái này là mình chế cho mình nha các bạn. Tại mình đang đeo không có đúng bộ lắm, mình không muốn như vậy. Rồi đây mình còn chế được nhiều nơi chế, làm được có một miếng thôi. Rồi dư ra miếng da cũng tốt, dư ra miếng da thì mình mượn cái bàn này của nó mình nâng cấp luôn, tại mình đủ trình độ nâng cấp mà. Đây nâng cấp nó lên rồi vô mình bán được lợi hơn một chút, cái điều tốn miếng da nha các bạn chứ không phải không tốn gì đâu á. À đây vô bán vợ chồng nhà này. Welcome giờ chứ tạm thời chưa mua nguyên liệu được, nghèo quá các bạn, phải tích tiền mua nhà nữa. Đây em bán ảnh này, này mình để dành mình dùng nha, tại mình cần dưới trận chiến. Rồi đây nãy lột được cái này nè, giờ hai cái này là mình bán. Hai cái này là mình giữ mình dùng. Rồi này thôi giờ tích tiền đi, không mua đồ để chế nữa. Good doing business. Rồi đây từ từ. Mình gắn vô cho mình để chứ không mình quên, tự nhiên đi chân không chứ không đeo bao tay nữa là dở.
Rồi đây mặc dù không đúng bộ lắm mà hơi đồ mình tự chế ra nhìn thích hơn cái đồ của tụi kia. Bộ kia của mình nãy là không đúng. Rồi đây mình ghé cái tiệm này vô mình mua tí đồ. Got something for just about everybody in here. Everything's a bit of this. Để xem nào. Này ông này ông có mua cái gì không? Tại nãy mình không nhớ mình lụm được cái gì nữa giờ. À đây là có cái này thì cũng là đồ mình xài, bán cho ông cái cuộn scone này thôi. Thức ăn nữa nè. Ưu tiên bán cho ông này để mà dạng như mình mua đồ ổng luôn, ông này ổng bán đa dạng mà. Rồi đây cuốn sách này em xài xong rồi đó, em đưa anh cũng được hai mấy đồng đó các bạn, không phải ít đâu. Rồi ông này ổng bán thì được tùm lum đó, này da gấu và đồ này nhiều lắm nhưng mà mấy cái này giờ không có tiền mua tại có về tách ra cũng không được nhiều, cho nên là mình nghĩ là mình có mấy cái dây da này nên mua mà thôi kệ, cũng chưa cần. Này là nãy mình cũng bán cho ổng, chả phải đồ của ổng. Thuốc này của ổng cũng chả có món gì thật sự ngon mà mình cũng có dư thuốc để xài rồi, tại cũng không xài thuốc nhiều lắm. Tới giờ tại mình đang chơi cái đồ dễ các bạn. Rồi, trước khi lên trại nhiệm vụ ghé qua đây mình xử lý luôn. Đây. Interested in my potions and ingredients? Bà này bắt còn mỗi cái này thôi. Mình thì đang có khá nhiều thứ và có những cái mình chưa ăn nè. Rồi đây để thử coi mình ăn xong rồi mình chế được cái gì nữa không. Phải phải ăn thì mới biết nó có chức năng gì rồi bắt đầu mới chế đồ được. Đây cái này hái được nhiều mà mình... Rồi đây hái được nhiều chắc là chế được nhiều đây, cũng chủ yếu là đánh vô thể lực của đối phương, toàn đồ này không buồn ghê. Mình mong muốn có nhiều cái khác mà chả được. Ở đây cái này hồi máu nè. Mình đồ mình chế thì không bằng đồ của người ta. Nhưng mà ít nhất thì nó cũng có chút giá trị. Hồi thể lực, hồi đồ. Tại ví dụ như mình chạy mình cần hồi thể lực nhanh nguy hiểm, nhiều lúc bị truy đuổi á. Pardon, I have several elixirs. So you're an alchemist rồi. Then. Nó hơi mất thời gian xíu mà các bạn chịu khó luyện cái này nó cũng lợi lắm. Nè, đây em bán cho chị đó, mặc dù em biết em lỗ nhưng mà em vẫn làm. Này giữ lại có khi cần dùng, mỗi chai giờ nửa ký chứ phải nhẹ đâu nha các bạn. Ở đây mình cũng chả biết cái gốc 300 của này nó tính bằng đơn vị gì nữa, tại dạng như đơn vị của tụi Bắc Âu cơ. Mình thì không rõ thời điểm này người ta xài cái đơn vị cân nặng nó là bao nhiêu. Rồi xong. Ví dụ là nghe mấy anh này cái chuyện nhiều khi nó cũng ra nhiệm vụ nữa, trong đó có nhiệm vụ mặt rồng rồi á. Nhưng mà thôi mình biến trước rồi đã, vô đây trả nhiệm vụ. Các bạn sẽ biết là ở đây mấy ông lãnh chúa này cũng keo lắm các bạn. Toàn cho danh tiếng thì chủ yếu trả cho tiền, nhưng mà cái về cái thẻ miễn tội của mấy ông này thực sự có giá đó, anh ta cũng đừng chê nha. Một cái ông kia đâu rồi? À, ông đứng trên này các bạn. Em bạn đây, em xử lý xong cho nó rồi nè. Rồi ông đưa mình được 100 đồng vàng các bạn, cái nhà 5.000 làm 50 cái nhiệm vụ mới đủ. Rồi xong giờ nó hết nhiệm vụ rồi. Mình thì muốn làm nhiệm vụ mà giờ chưa có. Rồi ok. Rồi cũng 58 phút mấy gần tiếng rồi. Rồi nếu vậy thì bây giờ mình đi ra. Thế nào bây giờ xong cái đó thì các bạn sẽ có một cái bên cái bút rồi mình nhớ mình làm là nó sẽ ra cái bounty nè. Thì cái này là nó sẽ giống như là cái giấy này, nếu mà các bạn phạm tội gì đó, các bạn đưa cho mấy thằng lính thì nó cũng sẽ nhắc các bạn là dạng như cái uy tín của lính chúa để mà bao che cho mình là cũng có giới hạn thôi. Rồi đây mình chạy thẳng một mạch tới chỗ cái này luôn, là mình lưu game là vừa.
tập sau mình sẽ bắt đầu gia nhập cái hội của tụi người sói này ha. Và mình sẽ cố gắng chơi cho đến khi nào mình biến được thành người sói. Mình sẽ không biến thành người sói đi chiến đấu mà chỉ là học để mình có cái dòng máu sói trong người thôi. Và tất nhiên trước đó thì mình phải bật cái quest lên đã. Đây, mấy vụ này các bạn cứ tạm thời quên nó đi. Chúng ta sẽ gia nhập quân đoàn Lê Dương sau, xong cái này mới gia nhập quân Lê Dương mới lợi. Rồi đây, mình sẽ đi nói chuyện với ông leader. Và mình lưu game ở đây rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Trước khi thoát các bạn nên kiểm tra cái này là coi nó ăn hay không. Đó, dụng vậy này mới ăn. Còn không, nhiều khi nó không ăn nữa, mình quên luôn, khổ mình.